Xin chào cả nhà. Trước mắt chúng ta đang làm một chiếc đồng hồ khá là cổ điển của Citizen, có mã là 4RB602. Và đây là một chiếc đồng hồ có thiết kế với hình tượng của một nữ thần. Các bạn thấy do là quá lâu rồi nên các cái tờ hướng dẫn này nó đã bị ố. Và cái đồng hồ này là sản xuất trên thị trường Nhật nên các bạn thấy phần hướng dẫn là toàn tiếng Nhật thôi. Thì đây là đóng gói của chiếc đồng hồ có hình tượng của nữ thần, tay cầm chiếc đồng hồ quả lắc. Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy là như là tượng đồng ấy. Tuy nhiên thì cái tượng này là tượng làm từ bột đá nhé, khả năng như vậy. Và được sơn giả đồng. Mặt đồng hồ đấy, mặt đồng hồ mạ vàng, có hai kim thôi. Cọc số là cọc số La Mã. Ở bên trong này cũng chạm khắc rất là tinh tế. Sau khi lắp ráp thì cái mặt đồng hồ này sẽ được nữ thần cầm trên tay. Và dưới là có quả lắc qua lắc lại. Chúng ta thấy dập nổi chữ Japan của chính hãng Citizen, sản xuất tại Nhật Bản. Hoa văn bên trong rất là đẹp. Ở mặt sau chúng ta sẽ quan sát thấy có năm cái đồng hồ này là 1985, tức là cũng khoảng 40 năm rồi đấy ạ. Nó là một cái quà tặng của công ty nào đó mà mới hoàn toàn nhé, nguyên trong hộp như này. Thế là để mở nắp ra thì chúng ta thấy bên trong sẽ là máy đồng hồ, nó dùng một viên pin chung. Bạn xoáy để đóng và mở nhé. Ở phần vỏ ngoài cũng được chạm hoa văn rất là đẹp. Phần dưới này là con lắc. Đây, quả lắc gắn trên tay của nữ thần. Và quả lắc nó sẽ lắc qua lắc lại. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp để xem như thế nào, hoạt động ra sao. Và các bạn thấy ạ, sau khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ quả lắc cao là hơn 70cm. Và với thiết kế nữ thần giống như tượng đồng màu đen ấy, cầm trên tay là chiếc đồng hồ Citizen mạ vàng hình tròn với hoa văn thiết kế rất đẹp, cổ điển ấy, các bạn nhé. Số La Mã cũng cổ điển, kim cũng kim cổ luôn. Và dưới đây là quả lắc cũng được mạ vàng. Chất lượng mạ thì các bạn thấy giống như là đồng thật đấy. Còn về cơ bản thì nó rất đơn giản, nó là cái đồng hồ thôi để các bạn xem giờ. Ngoài ra thì tác dụng của nó lớn hơn, đó là trang trí, đặc biệt phù hợp với phòng khách và các bạn nào có nội thất không gian cổ điển đấy. Đồng hồ này có đường kính là khoảng 12,5cm. Đây chúng ta sẽ ngắm kỹ hơn một chút về tượng nữ thần. Đường nét rất đẹp, giống như là tượng đồng thật ấy. Mới hoàn toàn mà được 40 năm rồi các bạn ạ. Nó là đồ cổ, cổ điển. Đây, phần mặt sau này, chúng ta cũng thấy in mã của đồng hồ. Cái vật liệu và cách sơn cái tượng này ấy, thấy là cảm giác như là tượng đồng, chứ không phải là tượng từ các chất liệu khác. Làm giả rất là tốt. Nếu mà đi qua nhìn lướt qua thì có thấy đây như một bức tượng đồng. Các cái màu, các bạn nhìn thấy màu đỏ này, nó còn nhạt nhạt, mờ mờ giống như đồng thật. Thế còn để chỉnh giờ cái đồng hồ này thì rất là đơn giản thôi. Sau khi mà các bạn lắp pin ấy, các bạn sẽ tiến hành chỉnh giờ. Để chỉnh giờ và lắp pin, các bạn sẽ tháo bên trong ra. Đây các bạn sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo cái nắp pin. Bên trong này các bạn thấy là nó dùng một viên pin chung, kích cỡ pin C. Ở cái núm vặn nha, chúng ta sẽ xoay để chỉnh giờ. Con lắc thì nó cũng dựa vào pin thôi. Thay pin cũng rất dễ, tháo cái viên đó ra rồi thay viên mới. Pin này cũng bán nhiều, dễ mua. Và các bạn cứ đặt ở vị trí phù hợp thôi. Nhớ là hạn chế người đi qua lại vì có thể chạm vào sẽ bị đổ đấy. Nói chung đây là một chiếc đồng hồ rất hiếm vì độ mới và tuổi của nó tận 40 tuổi rồi cơ. Cái này phù hợp để các bạn nào mà sưu tầm ấy, tại vì nó còn nguyên cả hộp. Có ít người giữ được cái đồng hồ này tận 40 năm rồi đồng ấy thêm ra dùng. Thông thường nếu có thì cũng chỉ là đồ đã qua sử dụng thôi. Còn đồng hồ này là mới hoàn toàn, nguyên hộp. Rất là đáng để các bạn sưu tầm, tìm hiểu. Và dùng này làm trang trí cũng được, xem giờ cũng ok.
Nếu mà các bạn quan tâm tới những cái mẫu đồng hồ nội địa Nhật Bản thì các bạn đừng quên đăng ký kênh Đồng Hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.